Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục cập nhật các cái thông tin mới nhất về các cái sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh. Thì hôm nay chúng tôi lại chia sẻ tới quý vị và các bạn đó là hai bức hoành phi loại dày được làm bằng 100% từ chất liệu gỗ gụ Lào. Gỗ gụ này chúng tôi nhập khẩu từ nước Lào. Chúng tôi đã thử qua mưa nắng thì rất là bền, hạn chế về các cái độ cong vênh, và toàn bộ phía sau của các cái bức hoành phi mà chúng tôi giới thiệu đây có thông số dài 1m97, rộng 67. Chúng tôi làm ba cái thang én ở đằng sau để giữ cho các cái tấm ván không bị cong vênh. Và nếu là kích thước 2m17 thì chúng tôi sẽ làm 5 thang én. Thì bức hoành phi mà các bạn đang xem đây là bức hoành phi mẫu phổ thông. Chỉ có về thông số độ dày là chúng tôi làm theo kích thước loại dày để đáp ứng tới nhu cầu người dùng. Toàn bộ tấm ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân và được chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Vì là chữ Hán Nôm nên chúng ta sẽ đọc từ bên phải sang, đọc ngược lại. Và nếu là thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang. Và xen kẽ giữa các cái chữ Hán Nôm, chúng tôi có chạm các cái cây tứ quý đó là tùng, cúc, trúc, mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Và toàn bộ cái phần khuôn là chúng tôi chạm mà long hóa mai. Phía trên khuôn trên chúng tôi chạm cuốn thư và khuôn dưới phía dưới chúng tôi chạm mà lui hoa hồng. Và hai bên khuôn ngang thì chúng tôi chạm cây trúc. Đó là bốn cái cây tứ quý tùng, cúc, trúc, mai. Mẫu phổ thông này chúng tôi đang có hai loại, một loại dày và loại mỏng. Loại mỏng chúng tôi làm khuôn tranh chỉ dày có 6 phân và ván là dày 2 phân. 2 phân cưa xẻ đi chỉ còn 1 phân 8. Nên là quý khách lưu ý khi mua hàng, quý khách nên kiểm tra mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi cũng như về độ dày, kích thước để tránh bị lừa đảo rủi ro. Đó là quyền lợi của quý khách hàng trên toàn quốc. Chúng tôi là một xưởng lắp ráp, trung bình một tháng chúng tôi ra được từ 100 tới 150 bộ như này, nếu như là mẫu mẫu phổ thông. Còn nếu là kích thước nó ngoại cỡ hay là ngắn hơn thì chúng tôi chỉ ra được từ 70 đến 100 bộ thôi. Chúng tôi có một đội ngũ thợ rất là đông, đáp ứng tới nhu cầu thị trường trong và ngoài nước ngày càng cao. Chúng tôi khuyên quý khách là nên mua các cái bộ sản phẩm như này bằng chất liệu gỗ gụ hoặc chất liệu gỗ gõ đỏ. Đó là hai cái dòng gỗ mà chúng tôi đã thử qua mưa nắng thì chúng tôi thấy rất là bền, đảm bảo hiệu quả cao cho người tiêu dùng. Thì chúng tôi có bán buôn bán lẻ các cái bộ sản phẩm này trên toàn quốc. Chúng tôi đổ rất nhiều cho các Vĩnh Phúc, Đông Anh, Hà Nội, Văn Cao, Hải Phòng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Nghệ An, rất nhiều nhập từ cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thì được các cái giá gốc cũng như là cái số lượng lớn. Chúng tôi trong dịp Tết này thì chúng tôi ra rất nhiều các cái mẫu hoành phi. Trong video clip sau tôi sẽ giới thiệu đó là ba bức hoành phi mẫu mã y như này, nhưng chỉ có là phần nền chúng tôi chặt gấm chữ thập để cho quý khách tham khảo. Quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối, quý khách hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể các cái kích thước cũng như các cái bộ chữ mà quý khách cần đặt. Bên cạnh các cái bộ chữ 3 này, Đức Lưu Quang, chúng tôi còn có các bộ chữ như Phụng Gia Tiên hay Phụng Tổ Đường hay là Phúc Mãn Đường, hay là Ẩm Hà Tư Nguyên, Lưu Phúc Lưu Ân, Vạn Cổ Trường Xuân, rất nhiều. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể xem thêm được các cái sản phẩm mới nhất về hoành phi câu đối cũng như các cái sản phẩm như ngai thờ, ngựa thờ, khám thờ và tượng thờ. Tất cả các đồ thờ cúng liên quan bằng gỗ. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để có thể nhận được thông báo mới nhất. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.